cái gỗ khổng lồ nha bà con cô bác ơi. Đây, từ trên xuống dưới này thì cũng cao lắm rồi. Có mấy bài thơ rất là đẹp nè. Trời ơi. Một chân gỗ rất là khổng lồ. Chân gỗ khổng lồ ở chùa Phước Linh. Một cái góc tản mạn luôn. Có những dòng thơ, câu thơ rồi nha bà con cô bác. Đó. Quá trời lúc này là đọc cả ngày không vừa hết. Quá trời của đất ở trên. Dòng thơ dòng. Đây. Góc gỗ khổng lồ nha bà con. Đây có một bộ bàn, có một bộ bàn trị giá 1 triệu, bộ bàn gỗ, bàn gỗ nu nghiến 70 triệu đồng. Quá trời của đất của hoàng, quá đẹp. Nằm dưới chân góc cổ gỗ khổng lồ.